xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên này. Hello mọi người. Đấy thì chọn đảo đi, thôi chào thấy được rồi. Đấy mỗi người một đảo nha, Noob chọn đảo vàng. Ừ, dũng cảm vào. Cứ dũng cảm vào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Lucky Block Wither. Đấy, ai cũng biết cái con quái vật Wither rồi, thế là không phải giới thiệu nhiều. Đấy, sau đó bảo vệ giường các bạn này. Rồi lấy những cái món đồ đến từ con quái vật này bảo vệ giường. Nghe phải hơi hư cấu nhưng mà wow, được ngay quả Legendary Wither Lucky Bow luôn. Chất lượng nhưng không có tên. Cái thế nhỉ? Có quả tên được. Wow, Nether Star Bow luôn à. Ui. Quả bow này làm. Ui hồi, xem nào, nhặt được mũi tên không ra? Nhặt được mũi tên thì ngon. Gì vậy? Nhặt được mũi tên đâu các bạn ơi. Chị cảm ơn. Nether Star Bow luôn bạn ơi, cái này là làm từ Nether Star. Đấy, ai cũng biết rồi. Ồ, mũ Wither. Ui. Quả mũ bảo vệ. Ui, các chỉ số enchant level 1000. Ui giời ơi. Thôi ao game mọi người. Ui. Thay lốt đập toàn đồ may mắn đó này. Lại một thanh kiếm Legendary Lucky Sword cũng 1000 sức tấn công và tất cả chỉ số level 10. Ui, tính ra là rồi một ngôi sao nè giờ. Ồ lại thêm một cái đôi giày. Ui lại đôi giày gọi là ôi ôi sang xịn mịn luôn bạn ơi, uy tín luôn. Rồi chúng ta nhận được thêm áo Nether Star này. Trời ơi, mũ Nether Star này. Nói chung là những cái món đồ liên quan đến con Wither hết các bạn ạ. Ồ cái gì đây? Ui toàn đồ xịn luôn này. Có mỗi đôi giày thôi. Ồ ngoại trừ ui được luôn cái quần. Ui lại được cái kiếm à, kiếm gì đây? Ồ kiếm này kiếm củi bạn. Kiếm này kiếm củi. Ủa cái này là gì đây? À Lucky Block hỏi chấm à. Thử đập cái hỏi chấm này được gì không? Ui được luôn cái áo. Ui rồi ôi nguyên một set đồ của con Wither luôn rồi. À kinh khủng khiếp. Sang xịn mịn luôn. Sang xịn mịn uy tín luôn. Ui uy tín luôn các bạn ơi. Ờ xem nào, nhà thanh niên nào đây ta? Nhà Wither là à nha. À, đánh nhau luôn rồi, căng vậy. Ấy à, thì đi không có, thì đi không có bông game quá nhỉ? Ấy, đi không có bông, chạy với chúng tôi, chạy với chúng tôi. Thì đi có quả bông thì xịn lắm, ui bắn nổ luôn. Lão, căng vậy? Lão, có giỏi đứng ngay chỗ khác đi, bắn lên nổ. Rồi vậy vừa đã. À, ấy à, rồi. Ui, thì đi ăn cái gì khỏe đấy? Hay là hình như thanh niên này có cái đồ Nether Star phải không ta? Đồ nào VIP hơn ta? Không có cái áo rồi. Ô, áo rồi, rồi. Thanh niên Zeno đi rồi. Ui, Zeno có quả bông. Đi nhanh đi. Phá giường từ lâu rồi. Ôi. Thôi. Ôi, cái gì đây? Cho xuống luôn bạn. Gì đấy? Rồi, phá giường đi. Ôi, xong phá rồi. Tao, qua đây. Cho đi, Kha còn một mạng nữa bạn. À, ui. Rồi, đi luôn. Quả kiếm nè. À, thanh niên nào đây? À, đi, đi. À, này. Ui. Này. Thanh niên này, không, thanh niên Zeno, thanh niên này hình như này, cũng có cái quả bông Legendary các bạn ơi. Ghê quá nhỉ. Này. À, này. Chạy đâu. Ui. À. À không được phá giường người ta. Rồi thanh niên rồi. Rồi, ok tới ăn mình dùng cái kiếm ạ. Tới luôn. À, thanh niên này. Bầu. Ui, à, bầu kiếm à. À thanh niên này hình như có đôi giày có vào like rồi thì phải không? À, à, có vào like. Có vào like mới chúng tôi. Có vào like này. Cái giày có vào like ạ. Ờ cái giày có vào like mà thanh niên không để ý luôn ạ. À. Ừ xin nha. Thôi. Núp núp chiến thắng game đầu tiên rồi, không phải nói chuyện sau bạn. Đấy làm gì thì làm, chúng ta cũng phải có cái chiến thắng để cho mọi người vui nữa chứ nhỉ. Ui. Thôi này thanh niên là có mũi tên được không? Cho núp một cái mũi tên đi. Núp từ nay chưa kiếm được cái mũi tên này. Đó. Thử cái cung này, vi sao cho mọi người cung. Đấy, núp cũng có cái cung này mà. Đây, đây này. Đây, cung của thanh niên Zeno cũng hay này. Ui, tính ra. Ôi. À không, nhưng mà cái cung này thì nó ra mấy hiệu ứng ấy thôi. Đây là cung may mắn mà. Cung của thanh niên Zeno mới hay. Không có hạn này. Rồi, tí nữa mình đây, sẽ cùng cho mượn này. Không mượn. Tí nữa núp tự đập, núp sẽ gọi là thích thú hơn việc mượn các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai rồi các bạn ơi. Đấy, thì mình đã sở hữu nguyên một set đồ là ôi, cái này đúng kiểu bất tử luôn đấy. Ôi ôi. Này thanh niên nào thử cầm thanh kiếm này thử đánh núp xem nào. Nào, đánh đi. Ôi. Đánh đi. Ui. Không chết luôn. Không chết luôn. Ui, tính ra là bằng một set đồ tới nha, cải từng cái một này. Đánh tiếp đây, nào, đánh tiếp đây.
Rồi không chết đây, cởi cái áo này anh tiếp đây. Ồ, nói chung là phải một set đồ các bạn ơi. Thế nên là việc bất tử là chúng ta phải nguyên một set đồ. Đấy, thôi không sao. Game thứ hai mình mong rằng lại được một set đồ tiếp các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai. Thanh niên. Này xuống đây rồi. Ui, thanh niên này bắt quả. Thanh niên này lộn xuống này chết luôn này. Đấy, núp để núp dũng cảm chọn Lapis cho nhá. Đấy, gọi mấy thanh niên. Cảm nhảy. Ngày hôm nay. Ơ, Zeno đi đâu rồi đấy? Zeno ở chỗ nào nhỉ? Chỗ nào? Ở đấy. Em rồi. Em rồi. Đây em kiểu ớt. Em lấy kiểu. Ui, mình có. Đây rồi, vừa lấy thanh niên Zeno có quả. Ui. Đây là cái cung đến từ cái đầu của con Wither này, Wither School này. Ui, hóa ra là như vậy à. Rồi ok, hay đấy, cái màu này hay đấy các bạn, bắn nổ đây. Ui, tên. Rồi cũng có Wither Lucky Squad này, nhưng mà thôi không cần đâu, cái màu này lợm lắm. Ui, hay đấy các bạn ơi. Ui, ui. Có kiếm rồi, trận này có kiếm. Ba cái màu luôn ạ. Kiếm sợ gì, tầm này kiếm mà có full set đồ, không có tuổi. Trời ơi. Mãi ra đồ gà thôi, ra đồ kim cương không. Ui dồi ôi, kiếm. Ăn thua bạn. Ui lại thanh kiếm gì đây? Nesta. Ai à. Ui được bạn đây. Thanh kiếm 700 sức tấn công cũng ngon. Ui lại thanh kiếm Wither nhưng mà không phải Legendary các bạn đây. Legendary thì nó mới là thuộc dạng VIP Pro. Ui Nether Star Boost. Kẻ chạy nhanh thôi. Đáng lẽ ra mình tưởng là đồ làm từ Nether Star nó phải VIP hơn. Bởi vì là nó phải tiêu diệt con Wither mới được mà. Ai ngờ không phải các bạn. Úi dồi ôi. Em có nhà bay rồi. Ê, thanh niên đã có bay luôn à. Nghe vậy. Ờ, được rồi, tôi có cái bow rồi. Ok, bow Legendary à. Khang bay sang ấy đây, bay sang đảo của Pixel đây. Thanh niên có đồ xịn. Ui. Ui, đây rồi. Ui, rồi, mình cũng có thanh kiếm Lucky rồi. Ngon luôn bạn. Ui, nhưng mà bây giờ phải cần một set đồ. Set đồ hoàn chỉnh cơ chứ không là ui đây được cái quần. Ừ đây được cái quần. Rồi. Ôi. Có phần nào ôi. Bất tử rồi. Đấy bị chẹo. Ý bắt đầu. Bị chẹo đầu em ơi. Chưa có. Rồi hai niên quốc nhau rồi. Thanh niên nào bị thiệt hại về người rồi đấy. Bị chẹo lừa em. Bị chẹo lừa. Lừa hay gì. Lừa em bị chẹo có đồ mạnh lắm. Tập cái chết luôn. Tại bây giờ có thanh kiếm đập cho Khang. Ồ nó có đôi giày. Ồ nó có fly luôn rồi. Ui tính ra hai đồ mà mình cần một đồ. Chúng ta cần thêm một đồ nữa mới có thể bất tử được. Nhưng mà không biết là như này đã bất tử được chưa. Bầu này. Ồ đây rồi. Ngon luôn, uy tín luôn bạn. Ui dồi ôi. Kiếm một sức tấn công. Trời đất ơi. Một sức tấn công là kiếm xịn đấy. Kiếm đồ hiếm đây. Quay thường rồi, đồ hiếm đây. Uy tín luôn đấy. Ui. Quá uy tín luôn. Lúc lại bất tử rồi các bạn. Rồi, đi kiếm mấy thanh niên này đi. Cái cung phải tính ra bắn nó không được xa lắm đâu này. Nhìn này cái cung bắn bằng cái bắn mất tên á. Bắn nó nặng quá. Ờ bắn nó bị nặng ấy. Rồi phá vỡ giường của ai đảo kim cương này. Ê ạ. Ồ đảo kim cương của em. Oh no. Ủa chết nhưng kia bắn khô héo kìa. Rồi ok xong nha. Mất giờ nha. Oh no. Rồi ra đây phá ra. Ấy ạ. Thanh niên khô héo kìa, cay chứ không về được. Đảo vàng này. Rồi ok, đảo vàng mất giường rồi. Đấy. Thôi đi đánh lộn thôi. Ê à. Thì ra. Đánh đê. Ôi. Càng là đến đây. Nè. Nhiều quá. Làm sao như thế nào. Ui thương. Ui dồi. Cày ơi. Cho anh đi. Rồi nên Zeno đi rồi. Rồi con đi lẩn trốn nha. Rồi bây giờ tính ra còn mình với thanh niên Visa đây phải. Đâu rồi thanh niên Visa đâu rồi. Lẩn. Ui mình bắn quả kia mình tưởng thanh niên Visa cũng rất. Đeo lửa đấy coi chừng. Không sao. Nó bất tử mà. Ai luôn kìa. Này. Ui. Quả lại. Qua đây, ui tính ra thanh niên này. Sao này. Thanh niên. Sao nào. Ghê quá nhỉ. Ui tính ra thanh niên Visa bất tử. Visa không mất máu nào. Không bất tử đâu. Không bất tử. À có bất tử ấy, đừng đánh. Không, nhưng mà tính ra là ba đồ mà. Đồ Nether Star cũng khỏe mà. Trời ơi. Sao rồi. Ui thanh niên trâu bò dã man. Mình thì mình không chết được các bạn. Rồi sao.
rồi sao rồi sao? Ôi, trời ơi, mày bốc cháy rồi. Ui. À, tôi sắp chết rồi, trời ơi không có bánh. À hết thức. Rồi. Ôi, đau vậy? Rồi, tên rồi. Tên lại chui đâu rồi? Người ta bị bay ra đây, người ta có trốn đâu? Đâu? Đứng lại. À, đánh nhau tới chết đi. Đứng lại. Đánh nhau tới chết đi. Đứng lại. Ui, thế này khỏe thật. Quất này. Tính ra. Quất này. À, chết rồi. Cái gì thế kia bất tử chứ. À, nút bất tử à. Ấy, nút cứ kiểu đánh nhau ấy. Ui, thế tính ra là cho dù là mình mặc cái đồ Nether Star đi chăng. À đâu. Cái đồ thanh niên Bisa mặc đồ Nether Star đi chăng nữa thì vẫn bị chết các bạn ạ. Nói chung là phải bắt buộc phải đồ Wither này thì mới có thể là bất tử được các bạn nhé. Hai, chúng ta đến game đấu cuối cùng này. Hôm nay chơi 3 game này để cho mấy thanh niên còn có cơ hội gọi là có bàn thắng danh dự các bạn. Chúng ta sẽ đến game đấu cuối cùng. Rồi thì thôi, nút chọn Emerald đây. Lapis mình đã trải nghiệm rồi nên ngày hôm nay. Hay lắm. Học sao vàng đi. Thực ra là cái Lucky Block này cũng VIP đi. Trời ơi. Lucky Block này cũng VIP đi thế đâm giá không phải lo. Tính ra từ nãy giờ mình đập Lucky Block ra cái gì bất lợi đâu. Toàn ra đồ này. Toàn đồ xịn luôn đấy chứ. Quái vật thì không có. Trời ơi. Bây giờ không có con nào luôn. Ờ, lấy toàn ra đồ xịn này thì còn điều gì đâu mà lo mấy cả lắng. Ờ đấy, toàn ra đồ các bạn thấy không? Thế nên Pixel phải lấy đội cái đầu của con Wither à? Vậy. Tưởng cái gì các bạn? Rồi. Ui. Tính ra là sắp full set đồ ấy rồi. Ui. Nhanh đấy. Không, thực ra full set đồ ấy rồi. Full set đồ cuối bắp thôi. Nether Star thôi chứ không phải là set đồ Wither. Ui, đó lại có cái bầu ấy này, bầu bắn ra cái đầu của con Skeleton. À đâu, con Wither các bạn ơi. Ồ, áo này. Trời ơi, đập lớp chấm áo ấy. Ờ, đập cái đấy là tỷ lệ ra đồ VIP đấy. Ui. Ui, em được cái cung Legend. Đấy, đã bảo rồi đấy. Vừa nói xong mà, tính ra cái lúc kim lóc hỏi chấm ấy hơi bị xịn luôn. Ui, đẳng cấp. Mày sang nhập đi xem và lấy lại giường nha. Quá nhờ. Anh trả thù rồi. Bây giờ mình làm sao chết được đâu. Mình cứ đập thôi. Cho đi phá giường này. Nhà Zeno có 4 cái giường này. Ờ rồi. Ui. Nuke cũng ấy rồi. Ui. Cũng có thanh kiếm Legendary rồi. Rồi. Nhà Zeno còn quen đấy nhập đi xem mà. Ai tin ngạo. Ai tin ngạo đi chơi nhà nhau này. Nhà Zeno kim cương mà ơ. Thứ hai thì nhìn. Đi vào vàng nhập Pixel. Đi về. Rồi hai nên tranh nhà nhau rồi. Pixel đập nhầm giường rồi. Ờ hay tự hủy. Hay lắm, tự hủy đi đúng rồi. Ờ. Hay quá. Hay quá, chúc mừng các bạn. Pixel. Ừ. Mất giường luôn. Hai thì nhìn. Hai đánh nhau bạn ạ. Châu bò đánh nhau, châu bò đuổi nhau đánh nhau rồi. Châu bò đang đuổi nhau đánh nhau rồi. Ai thì nhìn cũng có full set đồ cũng ghê quá nhỉ. Chuyện. À, không, bây giờ chỉ còn ăn thịt được thanh niên Pixel này. Có đầu Skeleton. Đây, thanh niên này không có xét đồ, đuổi. Chạy y này, chạy y này rồi. À, tìm người không có xét đồ mà dí đi. Kế ra thanh niên Khang nữa kìa. Đâu, em có xét đồ rồi. Em có đồ mà. Có đồ ra mà, có đồ. Có đồ ra. Rồi, đến đây. À, còn bây giờ còn mình với cả thanh niên Zeno thôi. Có thấy phá giường hết rồi. Đây, ta được ra để núp ra, núp phá giường đã. Để tránh trường hợp là hai cái gì? Á rồi ba, cái đấy là Pixel đặt ra đấy. À, đặt ra cho vui à? Đặt ra. Thế thì ta tự phá của mình. Thế thì hai nên ở chung nhà nhau thì phải các bạn ạ. Đó là màu vàng là một theo kìa. Ui màu vàng là liên tục. Không đánh chết được các bạn, không đánh chết được cái này nói chung là không thể nào mà đánh chết được luôn đấy, không có vũ khí nào luôn đấy. Xuống làm gì trời ơi. Pixel mà chết luôn Pixel này. Cái hiệu ứng Wither nó còn không mất máu luôn này. Này các bạn không, bởi vì chắc là có cái đề kháng nhiều quá ấy, đến nỗi mà không mất tí máu luôn. Bình thường là hiệu ứng Wither nó sẽ gây mất máu mà. Đánh mà lùi. Đánh mà lùi. Bạn thấy không, mình tự bắn vào người mình hiệu ứng Wither không mất một giọt máu rồi luôn. Đấy là mình còn không có hồi máu luôn nhá. Uầy. Đấy đánh đi. Đánh nhau, tôi chết. Đánh nhau tôi chết. Thôi, mệt lắm. Ơi, mỏi tay lắm các bạn ơi, thôi bỏ đi mà làm người. Đây, lúc tôi mệt lắm rồi, tôi không đánh nữa đâu. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đấy, rồi, nói chung là chúng ta chỉ cần sở hữu 3 món đồ thôi. Đây, mình cởi mũ ra này. Đây, thanh niên Zeno đánh, là thanh niên Zeno đánh đây. Đấy, đây, nếu mà mình bỏ cái quần ra ấy, thì xem nào. Đâu, đánh đi. Áo. Ui. Thì tính ra là cái áo nó giải quyết hết vấn đề à, tôi đã bỏ luôn cái giày này. Đâu, vừa nãy Zeno mặc áo vẫn chết mà. Không, đánh đi, không mất máu luôn.
Đấy, để em đánh cho, để em đánh cho. Ui, thế tính ra, đâu, hình như bắt đầu rồi này. Kiếm à, của khách. Không. Ui, ôi, thế, kiếm thế phản này. À, kiếm mạnh à, rồi, thế thì vẫn là, chắc là phải cần ba cái món đồ các bạn ạ. Chứ mình cứ tưởng là mỗi cái áo là có đề kháng thôi. Không bất tử đâu, Pixel phải 4. À, ừ, đúng rồi, thế phải full rồi, có đề kháng các thứ các bạn ạ. Rồi ok thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Khang, Pixel, Zeno ở đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment cái bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại, bye bye. Bye bye, bye, bye.